Hãy phun hám răm công nghệ thử Israel. Ở đây chia sẻ các bác là tháng này tháng 9 rồi, bác nào mà chưa phun hám răm lốt thì hãy phun hám răm để những cành răm đào cứng nâu chuyển màu lâu ra thì cây hoa đào sẽ rất đẹp. Ở đây trong clip này ông Rong mong muốn là các bác nào mà chưa phun hám răm thì tiếp tục phun hám răm cộng với phun thuốc kích nụ để tạo những mầm lụ mà cây đào ngủ là ra những mầm đào. Ở đây chia sẻ các bác là trong tháng 9 này thì ông Rong với lúc mong muốn tất cả các bác mà chưa phun hám răm xong hoặc là phun rồi nhưng mà răm chưa ngí, chưa lâu, chưa già, chưa cứng răm lại thì là ông Rong khuyên là nên phun thêm. Và thứ hai là gì ạ? Hãy phun kích nụ tạo hoa nụ cho cây đào. Mỗi năm cây đào là chúng ta ra lụ tự nhiên nhưng năm nay chúng ta tác động vào để có gì ạ? Để những cành đào có nụ sai nhất. Ở đây chia sẻ các bác là cây đào mà sai nụ, hoa thì chưa biết nhưng mà lụ rất sai nở to thì khách hàng đảm bảo là rất thích những cây hoa đào như vậy. Qua nhiều năm kinh nghiệm thì ông Rong biết là những cành đào nào mà lụ sai, nụ mẩy, nụ to là bán rất chạy, chia sẻ các bác như vậy. Vậy nên hôm nay sẽ áp dụng công nghệ 4.0 của cho cây đào, các bác hãy mạnh dạn phun kích nụ. Dù rằng phun kích nụ thì ở đây chia sẻ các bác là miền Bắc mới áp dụng nhưng năm nay với cây ông Rong với Đốc là khuyên tất cả các bác sẽ phun kích nụ. Bà Loan là chất hoạt kích thích cho những mầm lụ ngủ ra hết. Ở đây ông Rong mong muốn là các bác hãy bỏ tính toán phun hết bao nhiêu tiền và được cái gì thì ở đây chia sẻ với các bác như vậy. Vậy ông Rong mong muốn là các bác sẽ phun kích nụ cho cây đào và phun nốt hãm răm. Còn tháng 9 và tháng 10 và tháng 9 này thì là đôi mươi tháng 9 là chúng ta có thể chặn bầu, cuốc bầu làm 4 lần các bác, tức là lần một lần khoanh chúng ta chia làm 4 chu kỳ cuốc. Cuốc 1/4, xong cuốc 1/2, cuốc 1/3, 2/3 và sau khoảng 1 tháng là chúng ta cuốc hết. Không ngoài mục đích để chơi đào không chột. Đặc biệt là các bác ở miền Trung, miền Nam, miền Bắc hoặc là trong Sài Gòn, các bác mà muốn vận chuyển những cây đào huyền, những cây đào thông, những cây đào lơm vào trong Sài Gòn thì các bác phải đặt hàng để chặn bầu ngay từ bây giờ thì chúng ta được những vườn đào rất đẹp. Vườn đào huyền cũng vậy, cũng phải chặn bầu ạ. Cắt cành thì chia sẻ các bác là phải giáp Tết mới cắt được, độ 18 đôi 10 chúng ta mới cắt cành. Mà cắt cành vào trong Sài Gòn bán là rất rủi ro vì thời tiết nó nóng là hoa đào sẽ lở bung hết ngay không như miền Bắc. Nên ở đây chia sẻ các bác là các bác mà buôn ở miền Nam, những tỉnh miền Tây mà muốn có những vườn đào, cây đào đẹp thì là chúng ta lên chặn bầu, chúng ta mất thêm một ít tiền nữa thôi nhưng mà chất lượng cây hoa mà có bầu lở sẽ khác. Ở đây ông Rong mong muốn như vậy. Chúng ta hãy phun gì ạ? Bà Loan vào cây đào để chúng tạo ra những nụ hoa đẹp nhất năm nay 2025 đón xuân Quý Tỵ. Vườn đào nào mà răm chưa già thì chúng ta phun tiếp hãm răm. Nên ở đây ông Rong chia sẻ cho các bác là gì ạ? Phun hãm răm đào là không ngoài mục đích là cho răm già, cứng răm, nâu răm và lá chuyển sang màu già, xanh thẫm, ngọn thụt lại. Ông Rong chia sẻ với các bác như vậy. Thì ở đây một lần nữa ông Rong khuyên các bác là gì ạ? Hãy phun thuốc bờ loam, thuốc kích nụ cho cây đào để có những cây đào nhiều nụ sai nhất đón xuân 2025. Ngân con kiếm được tiền này con toàn nước ngoài nhưng bảo thế ông chạy tiền đô ông chạy chuyện vào thế giờ cần thì tiền đào đâu mà bán đi ra xong mà dụng này bán mà bao nhiêu đào này nhất làng luôn nhất làng rồng nhiều cũng nhất làng nhất trăm cây là không bằng gốc nhà thắm thiệp và sức khỏe phi thường đào tán thì toàn thế thắm khỏi chứ em vẫn vừa chữa nhưng em vẫn cứ đi làm nhẹ nhàng ấy bị làm sao em bị tiền đạn ủi thế lên đấy 400 chữa bệnh viện á? Chữa bệnh viện á? Đâu em chữa tư ngoài mà. Em có chữa bệnh viện đâu. Đâu lên thằng xong ấy em lên thằng kia mỗi ngày 400, chục ngày mất 4 triệu. Đây em chữa mười mấy triệu rồi. Ôi giời, thế không lên thằng ở chỗ Bình Phúc. Nhưng mà
Em thưa ông này thấy cũng được, không biết như thế nào. Giờ em vẫn phải đeo đai, em mua hai cái đai bên mẹ hơn triệu. Kia gạo người ta chữa làm sao phải đai. Để đeo là để ngồi cho nó cứ tốt. Ruộng này là bán được rồi ngân. Quét cái gì đây? Bị điện đạn này. Quét thế này cứ đến Tết rồi. Quét thế này phải. Thế này là phải thế anh. Đến lâu rồi, bây giờ phải bịt mặt này. Rồi bịt mặt vào, khuôn mặt lộ quá. Lộ mặt quá. Anh bảo là làm cây đào cũng 15 ruộng đào gần đứng nhau đây, có nhìn. Cả lấy nón đội không nhắn. Ruộng này là bao nhiêu cây nhỉ? 100 cây á. Mai phải phun nữa mà. Ui, cắm cây ở đây. Em nhà máy đây đang xuống rồi. Xuống chưa? Vậy em mà vanh phải không? Không, em không phanh. Phanh là hỏng, hỏng đấy. Em có phanh đâu. Phanh là cái lụ sau kém lắm. Nhất định không phanh. Dạ thế. Đi. Ngân đi qua quanh kia cho các bác xem. Quanh đâu? Bên kia cho các bác ngắm. Chậm. Đây đào 25 là đô ngân. Giá bao nhiêu hả ngân? Cây nào chỗ nào đỏ đâu? À, mấy cây, còn nào phai hết à? Nào đỏ 3 cây đấy gì? 5-6 cây. Thế sao lại nó mới rồng, rồng sâu lúa, rồng sâu ruộng? Đây nó nhỡ, chưa đủ rồi, chuyển xuống đây, từ đây. Hắt vào đằng kia. Đâu đi vòng kia. Cái ruộng này là bao nhiêu? Đi thẳng vào này trước. Đúng rồi. Đó. Ruộng này là bao nhiêu cây? Đó là 100 cây. Thế là giá bao nhiêu? Đây các bác xem. Nhìn đô ngân. Đây có cần ngắm can sơn không? Đấy. Sơn này. Gốc này. Lắm á sao ngân. Cho họ nhìn. Con quay hình ảnh là không phát hiện. Bằng cái ấy nhỉ? Bằng 20-25. Thế là bằng cái... Cái này là bao nhiêu? Thế là... Đây. Nhà. Rồi hạn chế đeo bịch trong da để phỏ này cũng sợ. Đừng phun rổ này ngon hơn. Nó không hại đất. À đúng rổ rồi. Không phải, mình lại không đeo được. Đây nhờ ngần phun à? Vâng. Phun này nó hại đất. Giờ đi ông không phải đi. Ừ. Thế là bảo ông ấy làm bà lửa. Phun trên chung phun sâu. Phun 3 lần 4 lần là thanh ngon. Hả? Phun 3 lần 4 lần là thanh ngon. Ơi. Đầy cô. Với cô miền Nam. Dăm bắt đầu tía đấy nhỉ? Ừ, dăm tía là lâu rồi quá. Lâu rồi. Đang tía ngắt. Vừa bỏ giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu? Giá độ khoảng 800. Khoảng độ 800, chính xác bao nhiêu? Chính xác là 800. Khoảng nói thế người ta có rụt đi không? Hả? Mua nhiều có rụt đi. Ông này đẹp á? Đấy cây này bé nhỉ? Đây là cây này bé, là những cây này bé là đây. Từ trên này đất nó cằn hơn. Nhưng gần tháng năm cái này hai luống hơi chật chật nhỉ? Ba luống. Và luống hơi chặt. Rồng nó thưa ra tí nó đẹp cây. Cái này bị làm sao? Thán thư rồi. Bị nấm dập chứ không phải rụng đâu. Đây là cái lá nó chấm chấm mất cua đấy. Cái này là phải đáng là phun. Nhưng mà rụng rồi này. Phun đều. Phun đi sao để này. Phun đều đấy. Kiểu thán thư với lại ấy lá. Phun đều. Rụng lá. Nó kết hợp cả tháng 8 nó cũng rụng. Nhưng mà rụng nhiều này thì nó
tháng 8 mùa thu là vàng vận dụng. Cái gì? Được nào? Dụng trên to hơn. Dụng này là hơi nhỏ. 800 dụng này là hơi, nuống này là hơi bé cận ngần. 800 nuống này là hơi bé. Đâu xem dụng to. Đây dụng to đây này. Phải. Đây là cây lấy bão nghiêng. Một tay lắm. Ừ, gió nghiêng ở cây này, cây này lên nay nay chết. Cái này cứ lúc nào đánh. Tháng mấy thì chặn? 20 thì chặn. Tôi lên dòng mà chặt rồi. Ừ. Hôm nay dòng nó đâu chặt hết. Đây các bác xem đào này nào. Alo. Ông gì thế? Đồng này toàn gốc to. Toàn cây to. Đúng không? Ừ. Hả? Đào pha. Toàn gốc to. 800. Nên là để ông dòng mua. Để ông dòng lấy hết. Cả ấy không được để ấy. Cả cái đào mạ ấy. Nghĩa nữa. Còn giá cả thì nó theo thị trường ngần. Đắt thì nên đắt, rẻ thì rẻ lên trên. Với đào này thì chốt là đào mạ thì chưa chốt được. Đào mạ nó đắt thì vẫn đắt, rẻ hơn gì. Đào này chỉ một kiếm 10 không? Ừ. Chọn cây đấy. Chọn cây. Chọn đẹp rồi, rồng này tốt rồi. Nhưng mà phun nặng rưỡi đâm nó xuống, phun hai lạng đi. Hai lạng rưỡi đi đánh. Phun cái máy cộng vẫn được. Ừ, phun cả cái ấy vào cho nó tạo xem có lụ chưa. À? Xem là gần có biết mắt lụ không? Mắt lụ lên lại không biết mắt lụ. Đâu, xem quá chưa? Rồi, mới đang vào mắt đây này. Đâu, xem nào. Đây. 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 Đen hết rồi. Nhưng mà nó cũng chưa được già lá, nó của nó thế này. Đúng rồi, không, năm nay đây trên này nhớ. Năm nay mà phun đấy vào thì cái thuốc tạo lụ thì dày lắm. Ừ. Sai. Lá nó chưa được già cho nên nụ chưa cầm được căng. Chậm cho. Lá chưa được già, nụ chưa được căng. Ừ. Cộng trên này chưa lâu. Hết giờ phun hai lạng rưỡi. Hai lạng rưỡi. Mấy thuốc đấy cộng lẫn. Ừ. Thuốc nụ cộng lẫn. Hai lạng rưỡi mà. Ừ. Cho nó già. Phun trả lại xuống. Không già. Ừ. Cái thuốc này đáng lẽ là phải phun được lúc 20 có. Cái thuốc này thử nghiệm lên là mình giống như tưởng thuốc kia phun người ta chặn ngay những thuốc này nó. Cứ bảo để đủ răm mình phun. Ừ, đủ răm mình phun thôi mấy. Răm phun thì nó tốt quá. Nó tốt quá. Phun độ 20 phân thì đẹp nhỉ. Đây đây. Ông nhớ. Ở đây toàn xanh này. Rau. Đâu. Ừ, cây này cây to. Hả? Cây đấy cây to nhất. Cây nào cũng đa số như này, tương đương như này. Cây nào? Đây, to đùng thôi. Hả? Nhìn này. Là có cây to nhất này. Ngồi đây có bị mà muốn muội này. Đang đi xử lý thôi, không có nào bị đang đi mua thuốc rồi. Mua thuốc phải. Ngần lòng dày. Hả? Lòng dày quá. Lòng vẫn dày. Chẳng là 1 2 4 5 gì đồng 5 nuống thì được đẹp. Tuyệt tạc. 5 nuống đẹp. Ừ, 5 nuống 1 triệu họ cũng lấy ngay lập tức. 5 nuống
sang năm phải dòng thưa ra gần nhé. Không gần, hôm nay cây nó to như này. À gần. Hôm nay thưa. Nhưng giống phun phun đấy, càng phun đấy càng đen, để xanh đen. Còn lá rụng này mùa thu nó phải rụng rồi. Mùa này là cây khô lá vàng. Ừ. Phải phun nhưng mà quét thì quét thế nào được cái này? Có thuốc quét sạch bóng không ạ? Phun. Quét xong bắt đầu mới lại phun. Đây ruộng người 800 thôi. Xem được bao phun. 800 sẽ ăn được. Nhà Ngân tổng nó bao nhiêu phơ cái ruộng? Hả? Tổng nó bao ruộng? Hôm nay 100 linh mấy cây. Tổng tất hả? 105 cây. Toàn nào phai, ở bích, ở nào phai đi. Toàn phai. Không có ruộng nào bích? Có. Ruộng đâu? Chả có bích, đằng cây chả bích, đằng đúng men chả bích. Bích chỗ ấy á? 200 cây một nửa bích nửa phai. À. Sáng năm cứ dòng độ... cứ lửa bích nửa phai. Cháu năm nạo dòng nửa bích nửa phai. Ừ, những dòng riêng một thành ruộng nó đẹp. Lúc người ta mua nó gọn, bán nó gọn. Thành riêng một ruộng, đây, đây phai riêng ruộng, bích. Ruộng này sang năm mà thuê thì ông bảo ngần làm mua năm luống thôi. Năm luống nó to bán nó giá trị. Thế cần thì phun nhiều. Hoặc dòng ba luống thôi. À bốn luống thôi. Bốn luống là cây triệu rưỡi thì... đây nó phải theo phôi, mình phôi to cơ thì mới dòng. Đây là mấy luống, 6 luống thì 5 luống ruộng này thì đẹp không ạ? 800 đúng không ạ? Nhưng gần thì tốt rồi. Có ăn được điện trong dòng cái đó.